Đây là một con người có siêu tốc độ, siêu sức mạnh và biết bay, nhưng anh ta không phải Superman, thực ra anh là Batman. Nhưng trong phim này anh là một con ma cà rồng 100 tuổi, đang phân vân giữa việc uống máu ở cổ hay uống nước giữa áng cô gái 17 tuổi này. Trạng tí, chúng ta có nhân vật chính Bella, người mà mãi không chịu bỏ cái cây xương rồng này ra. Bỏ đấy. 17 tuổi không ai theo đuổi, nhưng cô bị mẹ đuổi khỏi nhà để bà đi du lịch với bạn trai mới. Thế là Bella chuyển đến một thị trấn tên là Dĩa, với bố, cảnh sát trưởng Tuấn, thích đánh nhau với người khuyết tật. Bella chuyển đến nhà mới và được hai bố con nhà Miley Cyrus đến tặng một cái xe bán tải. Đây là Jacob. Jacob thích Bella, nhưng không tán được Bella, nên là về sau chém luôn con Bella. Hảo, quân tử trả thù mấy năm chưa muộn. Sau khi nhận xe, Bella lái đến trường để gặp nốt số nhân vật phụ còn lại, gồm 7 cm, 10 cm, kênh phát sóng truyền hình Anh Quốc và Pitch Perfect. Đám người này làm Bella nghĩ học sinh ở đây toàn no mì, cho đến khi tâm điểm của cả trường, nhà Colin, những người trông như vừa dùng hết cả bộ sưu tập phấn nền mùa thu của L'Oreal xuất hiện. Tất cả là con của bác sĩ Colin và trịch nhau, nhưng vì là con nuôi nên không ai bị treo cổ và tiêu sống cả. Người duy nhất không chịch nhau với anh em nuôi của mình là Edward, vì cậu đang mải làm Bella lên đỉnh trong âm thầm khoảng 5.000 lần. Nói chung là ngay từ cái nhìn đầu tiên Bella đã thích Edward. Thứ đứng tua nhanh đến tiết học, Bella đứng trước quạt đánh một quả giấm, khiến Edward như sắp nôn ra cả nền ẩm thực Hàn Quốc. Cả tiết học, Edward nhìn Bella kiểu, con đĩ này mày gội đầu bằng mắm tôm à? Điều này khiến Bella buồn vì rõ ràng hôm qua cô không gội đầu, buồn đến nỗi quyền mẹ luôn cách đổ tương cả. What the fuck, cái chuyển động gì đây? Sau giờ học, Bella đi ăn với bố và gặp Mến. Xin chào, tôi là Mến và chim tôi dài từng này. Hôm sau tại trường, Bella đang ngồi nghe nhạc BTS, cố thể hiện một chút cảm xúc và chờ Edward đến để làm cho già nhẽ cái nét mặt của cậu hôm qua. Nhưng Edward không đến và hôm sau Edward cũng không đến. Tất cả Bella nhận được chỉ là cái nhìn kỳ quặc từ Alice, chị em cùng nhà của Edward. Trong khi đó ở bên kia thị trấn, một chú bảo vệ đang chơi Outlast với ba con ma cà rồng biết parkour và kết cục là có án mạng xảy ra. Tin này làm Bella ngã dập đít, còn bố Bella phải đi điều tra. Hôm nay tại trường học thì ô ai kia, Edward đã đi học và thái độ của cậu hôm nay với Bella đã tốt hơn. Hai người bắt đầu nói chuyện. Cậu có thích mưa không? Cậu thực sự hỏi tớ về thời tiết đấy à? Ừ, tớ không thích mưa vì nó ướt, giống tớ. Sau đó hai người tiếp tục nói chuyện ở hành lang. Bella nhận ra hôm nay mắt Edward màu vàng chứ không phải màu đen. Điều này khiến Edward lúng túng. Tại tớ chơi Free Fire. Sau đó bỏ đi trong sự thất vọng của Bella. Bella mang sự thất vọng này ra bãi đỗ xe và chuẩn bị ra về. Thì một chiếc xe tải mất lái lao tới, chuẩn bị tiễn Bella về cùng chỗ với ước mơ của tôi. Thì bùm, Edward cản cái xe lại. Rồi hai đứa nhìn nhau với tất cả sự nứng tỉnh trên thế giới. Sau đó Edward bỏ đi, còn Bella được đưa tới bệnh viện, nơi cô gặp bác sĩ Colin, người chồng như một cái xác chết. Thực sự ấy, cháu không sao chứ, có chấn thương ở đâu không? Edward đã tay không cản chiếc ô tô lại. Chấn thương não. Tức ra là Bella không làm sao. Cho đến khi cô nghe được đối thoại ở ngoài hành lang của nhà Colin về việc Edward đã gây nguy hiểm cho mọi người thế nào khi cứu Bella. Điều này khiến cô càng thêm nghi ngờ và hứng thú với Edward. Cậu thực sự là ai vậy? À, Batman. Kể từ hôm đó, tối nào Edward cũng mò vào phòng ngắm Bella ngủ. Ok bro, không creepy chút nào đâu. Trong những ngày tiếp theo, trong khi thằng nớt châu Á trộn cứt bò và nghịch run, Bella và Edward vẫn chưa quyết định ai là bạn của ai. Cậu có muốn ra biển chơi không? Ở biển thì có cái gì? Nước. Ok, tôi sẽ có mặt. Và hôm sau tại bãi biển, Edward không hề có mặt, nhưng có Britney Spears và hội chị em đến chơi. Britney bảo Bella hãy cẩn thận nhà Colin vì họ là kẻ thù tự nhiên của bộ lạc cậu và hai bộ lạc đã thống nhất không xâm phạm lãnh thổ của nhau. Bãi biển thì là lãnh thổ của bộ lạc Britney. Trong khi Bella bị cho leo cây, Mến bị cho leo lên bàn thờ bởi Backstreet Boy, Tiểu Dre và công chúa tóc xù, ba con ma cà rồng. Sau án mạng trời lại sáng, hôm sau trời đẹp, nhưng Bella không thấy nhà Colin đâu. Pitch Perfect bảo trời nắng, nhà Colin không đi tắm nắng, khiến Bella càng nghi ngờ. Chạy ngay ra cửa hàng sách đóng một quyển thần thoại Bắc Mỹ về tìm hiểu. Đang trên đường về thì cô bị phục kích bởi một đám biến thái, nhưng may được Edward cùng cặp mắt nứng tỉnh cấp 10 của cậu cứu. Để cảm ơn vị cứu tinh, Bella quyết định để Edward mời mình đi ăn, nơi cậu tiết lộ mình biết đọc suy nghĩ người khác. Tiền mèo. Nhưng tớ không thể đọc được suy nghĩ của cậu. Chảy nước cậu 1.000. Sau đó Edward đưa Bella về. Trên đường đi về, hai người lỡ chạm tay nhau và Bella biết được tay Edward lạnh như băng mà không cần cố. Về đến nhà, cô lao ngay vào nghiên cứu và phát hiện Edward chính là Hokage thứ 8. Là gì thì sáng hôm sau hai đứa tự dưng dắt nhau lên đồi. Mà không phải là kiểu, ê, lên đồi không? Mà là kiểu Bella đang đứng đấy mắt thâm xì như sinh viên kiến trúc làm đồ án, xong quyết định đi lên đồi. Edward thấy thế thì đi theo. Hai người đi đến cái nơi mà họ quay sự trỗi dậy của hành tinh khỉ. Bella nói Edward là ma cà rồng. Edward nghe vậy thì bế Bella lên lưng và đưa cô lên đỉnh đồi, nơi cậu đi vào nắng và khoe dài body lấp lánh Barbie của mình, sáng chói như là kim cương.
Kim cương không phát sáng, nó phản chiếu thiên tài ạ. Edward sau đó tiết lộ mà cả rồng là sinh vật chết chóc, rất khỏe, và Bella nên tránh xa cậu. Nhưng Bella kiểu ai, quế cú, không có gì sợ. Điều này đã hâm nóng trái tim mà cả rồng mạnh lẽo của Edward, và thế là họ yêu nhau trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Trong những ngày tiếp theo, Edward kể origin story của mình. Năm 1918, cậu lỡ tay thuê 5 cái mặt bằng ở ngã tư vào đúng mùa dịch, nên là đành nằm hấp hối chờ chết. May mà Carlyle cứu cậu sống bằng cách biến cậu thành ma cà rồng. Nhưng ma cà rồng theo trường phái Carlyle sống ôn hòa, chỉ uống máu động vật chứ không uống máu người. Sau đó Bella được đưa về ra mắt gia đình Edward. Cô cứ tưởng được đưa về lâu đài tình ái, nhưng Ed bảo chỉ có tiếng hát mới đưa cô vào đấy. Còn cậu đưa cô đến những kiến thức rằng ma cà rồng trong phim này không ăn, không ngủ, và mỗi người có một sức mạnh riêng. Carlyle, sức mạnh là... Carlyle được sức mạnh gì nhỉ? Có thể dừng lại khi hút máu à? Esme, trái biết có sức mạnh gì. Cersei Lannister, bẻ được cái bát. Emmet, rất là sức khỏe. Alice, tiên tri. Jasper, sức mạnh là châm như muốn chặt bạn ra và đút vào tủ lạnh ăn dần. Và Edward thì chạy siêu nhanh và có thể nhìn thấy nội tâm người khác. Nhìn thấy nội y thì có vẻ là một lựa chọn tốt hơn. Màn ra mắt gia đình không được suôn sẻ lắm vì cả nhà nấu cơm nhưng Bella đã đá chiếc bát phở để đổ bê tông rồi. Điều này khiến Cersei bực cực. Sau đó là một video TikTok về cuộc tình của hai người, xen giữa bởi người dân trong thị trấn hỏi bố Bella về hung thủ giết người, thứ mà cảnh sát mãi vẫn chưa tìm ra. Và kết thúc bằng việc Edward và Bella chuẩn bị trịch nhau. Nhưng Edward không tự tin vào xương chậu của Bella, liền khóc block lần một. Không phang được nhau nên Edward rủ Bella đi pha bóng chày. Vì hôm nay trời sấm sét, đang chơi dở thì Backstreet Boy, Tiểu Dre và công chúa tóc xù đến. Chúng ngửi thấy mùi của Bella. Backstreet Boy thấy mùi thức ăn thì tớn lên chả biết cái gì nữa. Nhưng mà may Tiểu Dre vẫn còn biết đếm. Sáu ma cả rồng chắc chắn khỏe hơn ba, nên cả ba rời đi. Edward cũng vội đưa Bella rời đi. Cậu giải thích Backstreet Boy là một kẻ săn mồi. Và phản ứng bảo vệ của Edward với Bella làm hắn càng phấn khích. Giờ cách duy nhất để ngăn cản hắn là giao tiếp. Nhầm, ý tôi là giết hắn và đốt bằng lửa chùa. Kế hoạch là Bella sẽ cùng Alice và Jasper đi về phía nam, trong khi những người còn lại sẽ mặc đồ của Bella để dụ hắn về hướng khác để tiêu diệt. Thế bố tớ không đồng ý thì sao? I don't know, nói gì hỗn láo và làm ông buồn đi. Ok. Bố tệ, căn nhà của bố tệ. Tôi không muốn mắc kẹt ở đây như mẹ tôi. Dầm. Trái tim của bố trừ 1000. Kế hoạch khá thành công cho đến khi Backstreet Boy nhận ra mình bị lừa, rồi giận dữ quay lại tìm được in từ của mẹ Bella, gọi điện nói nếu Bella không đến phòng tập ballet cũ của mình, mẹ cô sẽ phải trả giá. Thế là Bella vội vàng trốn khỏi Casper và Alice để đi. Nhưng đây là một cái bẫy. James dùng tiếng của mẹ Bella trong một cuộc băng ngày xưa để lừa cô, và không có bà mẹ nào sắp mất tiền ở đây, chỉ có Bella là sắp bị đánh tết canh. Nhưng James mắc một thứ bệnh gọi là bệnh ngu của kẻ phản diện, hút máu thì không hút luôn đi, còn đứng đấy mà vằn vở. Tôi bẻ gãy chân Bella. Ai là Daddy nào? Điều này tạo điều kiện cho Edward đến kịp, vì cậu nhanh hơn những người khác. Nhưng nhanh không đi đôi với khỏe. James đánh cho Ed một trận, dập đầu cậu vào kính, quăng như tập đề cương sau khi thi, và tiện thể cắn luôn Bella. Trước khi bị Edward xông vào, suy cho cùng thì sức mạnh của một chàng trai thèm vẫn lớn hơn một thằng đói ăn. Edward không chế được James, đang định kết liễu hắn thì cả nhà đến, giúp cậu vặn cổ và nhắm James vào đống lửa. Và đứng kiểu nhảy nhảy khe khe, trái biết để làm gì. Đây kia chết rồi mà còn pose làm gì ở các bro. Trong khi đó thì Bella đang dậy đành đạch mà không cần nhạc Vina House. Nếu không ai hút nọc độc ra thì cô sẽ biến thành ma cà rồng. Carlyle nói Edward nên làm việc này. Edward thì không tự tin mình có thể dừng lại. Bitch, sao ông không làm đi, ông có kinh nghiệm mà bro. Nhưng mà thế nó không ngôn tình, hiểu không? Thế là Edward dùng hết ý chí của bản thân để hút nọc độc ra khỏi người Bella. Bella thì nằm yên mặt đơ và cờ lờ. Hôm sau cô tỉnh dậy ở bệnh viện và quý ngài cảnh sát trưởng kiểu con tao bị ngã cầu thang và cái cầu thang cắt nóc một phát ở tay. Thế giới thật tuyệt. Sau đó Bella hồi phục, đi prom cùng Edward, rồi bị Jacob cảnh báo đừng đi với Edward. Quá muộn rồi bitch. Bella vẫn đi với Edward và muốn cậu biến mình thành ma cà rồng. Edward nghe xong thì nhẹ nhàng hôn lên cổ Bella. Hết phần 1. 9 con rơi trên 20 bát súp.